Lê Giang hé lộ lý do tiếp tục phẫu thuật thẩm mỹ ở tuổi 50, chỉ vì kỷ niệm. Mới đây, diễn viên Lê Giang gây bất ngờ khi công khai tiếp tục phẫu thuật thẩm mỹ ở tuổi U50. Lê Giang được biết đến là một trong những nữ diễn viên tài năng của làng phim Việt. Ở tuổi U50, nữ chính phim Bố Già ngày càng thăng hạng nhan sắc và gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp diễn xuất. Bên cạnh đó, cô cũng khiến nhiều người bất ngờ khi từng công khai phẫu thuật thẩm mỹ ở nhiều điểm trên gương mặt để có nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung hơn. Mới đây, diễn viên Lê Giang gây chú ý khi tiếp tục công khai phẫu thuật thẩm mỹ ở tuổi U50. Cụ thể, trong video trên kênh YouTube cá nhân, cô tiết lộ bản thân đã can thiệp dao kéo ở bộ phận mí mắt. Chính vì thế trong khoảng thời gian này, nữ diễn viên phải kiêng khem các loại hải sản và thường xuyên mang kính. Trong video, Lê Giang còn tiết lộ thêm về lý do tiếp tục phẫu thuật thẩm mỹ ở tuổi U50. Theo đó, nữ diễn viên sinh năm 1972 cho biết mình chỉ muốn ôn lại kỷ niệm thanh xuân, nghe lại tiếng dao kéo và nằm lên giường cho có cảm giác lạnh lưng chứ không bị nghiện phẫu thuật thẩm mỹ. Trước đó, diễn viên Lê Giang đã không ngần ngại thừa nhận số lần phẫu thuật thẩm mỹ để có một nhan sắc hoàn hảo hơn, mũi tôi sửa 10 lần. Còn mắt thì cắt lần đầu tiên, cằm thì tôi làm 2 lần, có để sụn nhân tạo bên trong. Từ đó giờ tôi sửa ít bị hư lắm. Nữ diễn viên chia sẻ. Trước những ý kiến trái chiều về việc quá lạm dụng, dao kéo, Lê Giang đã từng có những chia sẻ thẳng thắn. Ai nói về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ của tôi thì bình thường. Tại vì tôi có sửa thiệt thì có gì đâu phải mắc cỡ. Vấn đề là tôi sửa không bị hư. Tôi sửa nhiều nhưng mọi người vẫn nhìn ra tôi. Cho nên ai có hỏi tôi sửa hả thì tôi sẽ cười. Nhiều khi nhìn tôi người ta nghĩ tôi dữ lắm, nhưng không phải vậy. Chỉ là do cái giọng của tôi chứ ai làm gì thì tôi cũng mặc kệ. Ai làm tôi buồn thì chỉ trong lúc đó thôi, sau đó tôi cũng quên rồi, nữ diễn viên bộc bạch.